chiến dịch tinh vi của Israel, thông điệp cho Shoigu. Khoảng hơn 3.000 người thương vong ở Lebanon do vụ nổ đồng bộ của máy nhắn tin, bộ đàm, laptop, điện thoại. Cho đến nay đã có hơn 30 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng, trong đó có đại sứ Iran tại Lebanon. Đây có phải là một cuộc tấn công mạng tinh vi của Israel trước khi bước vào giai đoạn leo thang xung đột mới không? Và liệu người Nga có nên lo ngại về các thiết bị di động của mình? Chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé! Cuộc nổi dậy của máy móc. Những sự kiện vụ tấn công mạng tinh vi hoặc các thiết bị tự hủy có thể làm dấy lên nỗi sợ hãi về một tương lai không máy móc, không chỉ là công cụ mà còn trở thành mối đe dọa. Dù trong thực tế, sự nổi dậy này thường có liên quan nhiều hơn đến các cuộc tấn công mạng hoặc sự thao túng công nghệ cho mục đích quân sự, câu hỏi về rủi ro của công nghệ đối với an ninh con người vẫn luôn hiện hữu. Ở Nga, điều này có vẻ khá kỳ lạ, nhưng các thành viên của Hezbollah tại Lebanon thực sự đã sử dụng máy nhắn tin, hay còn gọi là Viber, để hoạt động liên lạc. Lý do là vì thiết bị này được cho là an toàn hơn trước việc bị nghe lén so với các thiết bị liên lạc hiện đại như điện thoại di động hay Internet. Việc sử dụng công nghệ cũ như Viber cho thấy sự phức tạp trong các biện pháp an ninh và chiến lược của các tổ chức nhằm tránh sự giám sát điện tử từ các lực lượng tình báo đối thủ. Hôm 17 tháng 9 vào khoảng 15 giờ 30 phút giờ Beirut, các thiết bị nhắn tin phát nổ hàng loạt và đồng bộ. Một số người cầm nó ngay trong tay, một số cầm trong túi, một số cảm thấy thiết bị nóng lên đột ngột nên đã vứt nó đi trước khi phát nổ. Bệnh viện ở Beirut quá tải, những người bị thương tiếp tục được đưa đến từng phút. Số lượng quá đông nên nam giới phải nằm trên sàn, tất cả đều bị vết thương nghiêm trọng ở bụng và chân. Đã xác nhận cái chết của một bé gái 10 tuổi, Fatima Jaffa Abdullah. Theo báo cáo từ Beirut, máy nhắn tin đã phát nổ tại nhà bố mẹ của cô bé ở làng Sharan. Theo các phương tiện truyền thông Lebanon, gần đây các thành viên của Hezbollah đã thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị mới. Các nguồn tin Ả Rập cho biết rằng các thiết bị nhắn tin của công ty Motorola đã phát nổ. Đồng thời, công ty này đã được cho là luôn tích cực và có mối quan hệ hợp tác hiệu quả với Israel. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông khác nhấn mạnh rằng các thiết bị liên quan có thể là Gold Apollo AB900 hoặc AR924. Tuy nhiên, có nghi ngờ rằng thiết bị phát nổ do pin quá nóng. Một đoạn video xuất hiện trên Internet cho thấy máy nhắn tin nằm trên bàn. Vụ nổ tạo ra một lỗ lớn trên mặt bàn, như thể đó là một cục thuốc nổ TNT. Trong bối cảnh đó, đã xuất hiện các phiên bản cho rằng các thiết bị mới được bàn giao cho các chiến binh Hezbollah ban đầu có điểm bất thường. Nhà báo Sergei Kolyasinikov lưu ý trên Sarat rằng đây không chỉ là việc kích nổ các thiết bị do quá tải, v.v. Rõ ràng ở đây có các thiết bị nổ, tức là một chiến binh đặc biệt của Israel. Vì các thiết bị nhắn tin này là phương tiện liên lạc chính của Hezbollah. Kết quả là sự phát tán hàng loạt các thiết bị nhắn tin cài bom tại Lebanon. Nghĩa là nếu chúng ta đang nói về một vụ nổ pin lithium đơn giản, ngay cả khi bị hacker tấn công thì phần lớn vết thương sẽ là bỏng hoặc vết thương nông. Nhưng trong nhiều video từ Lebanon, chúng ta thấy vết thương do nổ và tứ chi bị đứt lìa. Tấn công khủng bố này. Một xác nhận khác rằng các cuộc tấn công khủng bố đang trở thành một loại vũ khí mới phổ biến, giống như máy bay không người lái. Cũng có một giả thuyết khác kỳ lạ hơn nhưng khá hợp lý. Theo giả thuyết này, các hacker Israel đã xâm nhập vào hệ thống tự hủy, được tích hợp trong các thiết bị do chính Hezbollah lắp đặt. Bom với lượng thuốc nổ nhỏ sẽ kích hoạt nếu các thiết bị rơi vào tay kẻ thù. Chiến dịch đặc biệt của Israel. Sau đó, ngày 19 tháng 9, theo Al Jazeera, hàng loạt báo cáo về máy bộ đàm, điện thoại, laptop, những tấm pin mặt trời và thiết bị nhận diện dấu vân tay được các chiến binh Hezbollah sử dụng để phát nổ trên khắp Lebanon, khiến 20 người thiệt mạng và 450 người bị thương, bao gồm cả những người đến dự tang lễ. National Agency đưa tin một số hệ thống năng lượng mặt trời đã phát nổ tại nhà dân trên khắp Lebanon, khiến ít nhất một bé gái bị thương ở thị trấn Al-Jarani, miền nam Lebanon.
Các nguồn tin an ninh hiện đã xác nhận phía Hezbollah mua lời Shadow cầm tay cách đây 5 tháng, vào cùng thời điểm với lô hàng máy nhắn tin phát nổ gần như cùng lúc ở Lebanon và Syria hôm 17 tháng 9 theo giờ địa phương. Hezbollah vẫn đổ lỗi cho chính quyền Israel về những loạt nổ này. Điều này đã được Bộ trưởng Thông tin Lebanon đặc biệt nêu rõ. Trong khi đó, sự xuất hiện thông tin Bộ Tư lệnh miền Bắc đã trao mệnh lệnh số 8 cho quân dự bị Israel. Nó liên quan đến việc tất cả quân nhân có mặt ngay lập tức tại căn cứ của họ để triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galen tuyên bố mới đây tại một căn cứ không quân rằng chúng tôi đang mở một pha mới trong cuộc chiến. Giai đoạn này đòi hỏi sự can đảm, quyết tâm và kiên trì từ phía chúng tôi. Israel một lần nữa không phủ nhận cũng không xác nhận vai trò của mình trong các loạt nổ bí hiểm này. Tuy nhiên, 12 quan chức quốc phòng và tình báo đương nhiệm hoặc trước đây nói với New York Times rằng Israel đứng sau những loạt nổ này. Trong khi đó, nhà báo Abbas Suma khẳng định chắc chắn Israel muốn chiến tranh, tôi đã nói nhiều lần và sẽ nhắc lại một lần nữa, họ sẽ làm mọi thứ để kích động chiến tranh. Và nếu đây thực sự là một chiến dịch quân sự đặc biệt của Israel trước khi bắt đầu các cuộc giao tranh toàn diện, thì phải công nhận họ đã có một kế hoạch tinh vi. Người Israel đã nghĩ ra cách ngay lập tức vô hiệu hóa nhiều chiến binh của Hezbollah. Vì dựa trên những vết thương, những người đàn ông này sẽ cần điều trị và phục hồi chức năng lâu dài. Nhân tiện, điều thú vị là vụ tấn công khủng bố ở Lebanon lại trùng hợp với chuyến thăm Iran của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. Ông đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của các nước Cộng hòa Hồi giáo Ali Abba cũng như Tổng thống Iran, người mà ông đã truyền tải thông điệp từ Vladimir Putin. Điều này đã được kênh truyền hình Iris đưa tin. Tình huống đầu tiên thuộc loại này xảy ra khiến người ta phải suy nghĩ về sự an toàn của mình. Những người Nga cũng vậy. Rốt cuộc, Nga đang ở trong tình trạng chiến tranh ủy nhiệm với Hoa Kỳ và châu Âu. Và nhiều người Nga vẫn bị mê hoặc bởi các sản phẩm của phương Tây, chẳng hạn như của thương hiệu nổi tiếng Apple, và chi rất nhiều tiền để mua một thiết bị cho mình. Chuyên gia quân sự Yuri Berenchis lưu ý rằng nếu chúng ta không nói về chất nổ mà là về một số chức năng bổ sung trong điện thoại được kích hoạt vào giờ X, thì những bất ngờ khó chịu có thể đang chờ đợi chúng ta. Chuyên gia cho biết, có những câu hỏi quan trọng về lý do tại sao chúng ta cần phải thay thế hàng nhập khẩu. Ít nhất là trong những lĩnh vực chiến lược, ví dụ điện thoại có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngay cả ở các chiến trường của quân đội chúng ta. Vấn đề không phải là hãy tịch thu điện thoại di động của mọi người, mà là chúng ta cần phải hoàn toàn yên tâm về công nghệ mà mình sử dụng. Trước đây, ai cũng hiểu rằng mỗi chiếc điện thoại đều là một thiết bị theo dõi cá nhân. Giờ đây, nó còn có thể trở thành một sát thủ cá nhân. Như vậy, tình huống đặc biệt ở Lebanon đã gây ra nỗi ám ảnh. Đột ngột điện thoại phát nổ, xe đi chung bất ngờ lao khỏi cầu xuống sông. Máy bay, máy tính và thậm chí một số máy công cụ mà Nga mua từ phương Tây có thể trở thành những quả bom hẹn giờ. Chúng không nhất thiết phải phát nổ, đôi khi chỉ cần dừng hoạt động là đủ gây ra hỗn loạn. Cho đến nay, vấn đề này được cảm nhận rõ ràng ở Trung Đông. Chúng ta hãy nhớ lại rằng mới đây, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã chết trong một vụ tai nạn máy bay bí ẩn. Vì lý do nào đó, ông ta không bay trên chiếc trực thăng Mi-171 do Nga sản xuất, mà lên chiếc Bell 212 của Mỹ. Và đây là chuyến bay cuối cùng của ông. Vì vậy, từ những câu chuyện kỳ lạ này có thể rút ra rất nhiều bài học.